Nam Dũng bức kính xúc thưa dũng tất cả nhậu để lên tiếng ngày cô chú qua bác, có các anh cái chị, các việc bạn, các anh mà thân mến, có người nói là họ mới có sáng đi có phi gọi trường được tất đón cả anh thì tài, họ thấy nói rất như là vậy nhiều những là cái mình tin không nhắn biết người gửi nào. tới, nói Thì rằng bây giờ mình anh không Dũng biết, mới Taylor nãy mình thức đang dậy có người gửi livestream cho mình xem cái nói về clip cuộc của anh võ, Quốc Võ gì đấy, về cái bộ hồ sơ mà quay lên là trên đúng mạng gì là đó, hai cái người mà Dũng gặp thì Quốc ở quầy võ trước cũng xem. cái chỗ Thì thật mà sự đây là một cái sự Air hiểu lầm, Cargo, có nghĩa là bên bởi phía vì ngày chỗ hôm qua khi của mà đến Korean Airlines khi họ chuyển cái sân thi bay hài qua đó là chờ được nhà người ta chỉ quản đến đến cái chỗ nhận, cái thì lúc cargo mà mà Dũng để vào, lấy lên Dũng cửa là của người anh có Chí mặt Tài đó, trước ở thì đây Võ và cũng có sẵn gặp khoảng chừng anh Dũng một Taylor ở tiếng đó. 2 tiếng sau thì có hai Dũng người Võ đi xuất vào hiện. trước, đi vào Thì trước cái thì người hỏi nhân thăm. viên của hãng Korean Airlines đã Mình nói với không Dũng hề hai nói mình người là người đó là nhà gia các bạn đình, nha, tại thì vì khi mình Dũng nói bước là người ra nhà Dũng thì nói mình phải chuyện, chứng Dũng minh là biết người không nhà, phải là gia đình của anh Chí tại vì mình Tài, nói thì chuyện Dũng với mới lại chở nhân vào, Dũng viên nói đó là thì mình nói cho nó phải họ rõ không phải ràng. là gia đình của anh Chí Và Tài, lúc Võ và khi đến Dũng để nói hỏi chuyện với thăm hai là bởi người vì đó thì họ là khán giả, cái linh cữu họ của đến anh Chí đây Tài đã được để nhà hoàng thăm này đem kia, về thì chưa, Dũng có nói là không thì có họ khán nói giả còn chưa, nào thì họ mà đưa ra bộ hồ sơ, rảnh rỗi mà đi tìm họ luật ở tự đưa đây ra mà bộ hồ như sơ cho thế. Quốc Võ, và Nhưng Quốc mà hôm Võ nay Dũng sẵn bức cái máy xúc đó thì là Dũng quay như thế lướt này nè, qua hôm qua để Dũng cho cũng có chứng minh kêu ra cho gọi các bạn Dũng thấy nói rằng là là anh đã Chí về tới Tài Mỹ, anh đã chúng về ta tới ở Mỹ, Mỹ chúng an ta toàn nên rồi thi hành theo những và cái luật hiện pháp tại thì của vẫn chưa có Mỹ. được nhà hoàng tới lấy, Tôi cực kỳ thì mình lên chỉ án quay cái lướt hành qua cái động, và phần tôi trang thấy đầu cái của người này tên là Quốc Võ gì cái đấy bộ hồ chụp sơ và hình một cái trang thứ hai thôi, và quay cái hồ trong nó có rất là sơ nhiều tử trang, của anh Tài và mà đưa khi lên trên mà mạng. mình quay như Cái vậy điều đó, khi này, mình lật đó, nhưng hai điều là mình anh làm thấy một ở cái bên hành trong động bất có những kính, cái một giấy cái tờ phòng rất hành là quan động trọng nữa, của tôi anh Chí không biết Tài, hành mà ở trong đó có Mỹ hộ bao nhiêu chiếu, lâu, thì đây là nhưng cái mà là khi cái mà hành bỏ động lên clip phạm thì luật mình pháp, cắt cái chỗ đó mình bỏ hết, tại vì cái trang anh phải đầu nói thì với nó nhân không viên có của nó một cái anh chi là gia tiết gì đình liên thì quan họ tới mới tên đưa cái bộ hồ tuổi sơ hoặc cho là anh, những họ cái đưa bộ hồ thông sơ tin cho của anh Chí anh Tài cả mà anh còn quay đó, lại anh bỏ lên nhưng nữa, mà cái thì đó là trên cái bằng đó chứng trên cái là bộ cái hồ hồ sơ nó sơ đó sẽ đã về có, tới theo tôi được biết Mỹ, lúc tức mẹ tôi là mất 2 năm cái trước thì cái đây linh bộ hồ cữu của sơ, anh nếu Chí mà Tài đã về chuyển tới Mỹ an toàn, thì mình thi muốn chứng hài minh của cho anh mọi Chí người Tài thấy rằng về thì nó là sẽ ở cái trên đó, nó chuyến ghi bay cái nó thành công, nhân anh chuyến Chí bay bay Tài từ Việt Nam tử dài như thế và qua tới Mỹ là bệnh đã lý được đồ thành vân công rồi, vân, đã thì an cái toàn những rồi, cái đó là nó chứ mình rất không có ý vô gì cùng xấu private, mà nó là đưa tư, những cái thông tư, tin cá nó là nhân của riêng anh của gia lên đình trên anh Chí mạng Tài, để như thế nào mà cho mọi nên người nói thành thế, ra là không anh phải quay thật sự lên phải anh là đưa như lên vậy như thế, anh đưa đó. cái bộ hồ sơ đó lại, thứ nhất anh Trên mạo cái trang danh anh đầu là mà gia nếu mà đình, các thứ bạn nhì vào nữa coi là lại anh đã clip của vi Quốc phạm Võ đó luật pháp, thì cho các nên bạn sẽ tôi nghĩ, không, tôi sẽ khuyên thấy anh là anh không bỏ có thấy ngay bất cái cứ clip một đó cái xuống tên trước khi tuổi mọi người lan tải địa đi chỉ anh hoặc làm cái là một điều cái này gì mà liên quan tới là anh cái Chí Tài điều cả, vô cùng bất đó kính là như với lại vậy, người đã cho khuất nên Quốc Võ là anh mới Chí mới dám Tài, đưa gia lên, đình chứ anh thật Chí sự Tài. mình Và một phần nếu nữa như là mà giấy Quốc tờ Võ cũng của đâu anh quay như rất thế là này nhiều mà những anh cái vào trong mình đó xem vì những nhân nhiều ở trong viên đó của coi Korean có đúng Airlines thật họ sự sẽ anh không Chí đưa Tài bộ hồ không, sơ đó thì cho mình lật anh, nếu đúng mà tới anh cái không chỗ nói anh Chí anh là Tài người coi gia quay đình, cái cho nên thành ra có chụp anh cái có hộ thể chiếu như của anh Chí tôi, Tài thì tôi mình đến mới tôi biết chắc xác chắn là nhận Chí câu Tài, hỏi cái nếu thì mà anh cô nhìn ấy vào cái cầm trang lên đầu câu á hỏi, cô ấy thì đặt mình không thể tên nào biết được cái hồ sơ này của của Chí Tài, người đã khuất đúng không ạ, và cô ấy nhưng nói mà có phải là nhà cái hoàng đoạn mà của quay tới Kiết cái đoạn Family mà cái hộ không chiếu thì của tôi anh nói đúng này rồi, nọ và tôi nói những là trang chính sau bài đó thì cô thì ấy mình ghi cắt hết, nhận, mình không có dám còn thổi cái lên này cho đó mọi người, anh, bởi vì đó là cho cái nên quyền thành ra riêng tư khi của anh tôi Chí ra Tài xe tôi ngồi đó, tôi là như vòng vậy, chỗ vào thì tôi lại cho nghe nên người là mình cô chỉ này muốn nói là là đính chính có lại là gia đình cái của anh đó Chí Tài là tới, thì lúc đầu tôi mừng vội, lúc mình đầu quay để tôi mình cũng chứng nói, minh tôi cho nói mọi người là thấy rằng có thể là là chị cái Loan linh và cữu anh của Chí Chí Tài Thiện đã đến tới, Mỹ an thì toàn, tôi cho thấy mọi hai người người biết ngồi mọi góc người cây họ an chị, tâm. thì tôi thấy anh và mấy Còn người phụ nữ đi chính vấn đề anh, của anh Dũng lúc Taylor đó đó hai thì người mình đeo đã khẩu gặp trang, ảnh tôi cũng ngay hỏi, tôi nói anh không sau phải khi là mà gia mình đình đi ra của anh Chí ngoài thì Tài mình thì gặp sao ảnh đi anh lại vô, nói là, thì thì anh cười cười với mình tôi, anh nói là cũng ô theo dõi, ai thì cũng mình thấy biết mà, nói ảnh mới là chính là cái người ai cũng biết Dũng giới nhưng thiệu mà mình tôi không biết là anh, và tôi không biết người này là ai, người thì lúc nhà, đó anh người chị nhà này của đi Chí vào Tài xe ngồi, và một đó, giống như Dũng nói chờ khoảng một thì tiếng sau họ đã thật biến sự mất tên Dũng Taylor rồi thì các đi, bạn biết là và bây cũng là giờ một tôi youtuber không biết người giống đó tên như là Quốc Quốc Võ thôi, Võ gì mà quý nhưng vị mà anh chia vào anh giới sẻ, thiệu là thực người sự nhà cái điều hành của động này anh tôi đang Chí nghĩ là Tài, anh đến rồi anh là cầm cái bộ anh hồ làm một sơ cái điều đó này là không ra đúng, ngoài thật xe sự luôn các là như bạn, vậy, anh quay lại trực anh tiếp làm luôn, anh YouTube quay anh nhưng chụp mà cái anh bộ không nghiêng phải bộ hồ là anh sơ đến đó anh chỉ thăm anh Tài, đó, tôi xong thì rồi tôi một lát chia sau sẻ thì anh thông lại đem tin vô với anh lại trả lại cho mọi người người, ta, tôi biết là nhiều người ở và Việt Nam ảnh bao dặn gồm luôn cái người ở trong quản đó, lý của tại vì Chí Tài sau này thì cái và người luôn ở cậu trong quản vụ lý làm nhiều việc ở người trong trong là sân muốn sân thấy bay cái đó, hình họ ảnh nói với anh mình, Tài về tới Mỹ họ nói an rằng toàn,      là││ Và anh anh ấy △******││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 
anh ấy là xưng là người tôi nhà có thể tôi là cái người cho nên là không có cho bất cứ một cái người cái nào biết thông tin về cái đường phi đạo của chiến bay đáp xuống để tôi nhà quan cho mọi đến người từ đang điểm yêu thương anh để yên tâm là thì anh Kiên Dũng Taylor anh dặn với lại những người làm trong trong đó đó. Còn cái vấn đề là như vậy, tức là anh Dũng nói là tôi thấy cái này là anh Dũng là người nhà của anh Chí Tài và ai có muốn vào đây để hỏi thăm thông tin về Chí Tài đấy thì hỏi anh Dũng Taylor xuống trước khi anh bị thì những người ở trong đó họ nói như mình và họ thưa kiện anh, họ sau đó khi họ thưa kiện chờ một hồi rất là lâu thì mình không có chờ được ở của Korean Airlines, mình không biết được thông tin là cái lúc nào thì sẽ với nhà hoàng tới cho nên mình họ chỉ đưa cho nhân viên của nhà hoàng lên tiếp nhận thi hài của anh Tài.
Vì vậy cho nên là mình mới nếu người nào nghe được cái có video một cái clip này để anh mình này là ai, quốc võ đến chính là cho các bạn biết anh mang lại. Và là nếu như các bạn cảm thấy xúc, mà mình làm vậy là tới, sai tới anh Tài, tới cái sự riêng tư của gia đình anh Tài không có đúng, ngã qua lại trong bài cái, phỏng vấn tôi đạo lý lời danh Phạm Khanh là tôi thì nói là quốc võ sẽ tới Mỹ cắt rồi. Cái nó có những cái quy luật mà chúng ta phải thậm chí mình cũng có thể là thích nghi và ẩn luôn cái clip đó cũng được nữa, là cái tại vì các bạn biết rằng là quốc võ không phải là quyền riêng tư, chẳng hạn như nhiều người nó quay hình làm anh Tài cái kênh YouTube này không phải quốc võ để lấy tiền các bạn, và tất cả những rồi cái nguồn tiền mà thu được từ cái kênh YouTube này mệt mỏi rồi là nó chạy thẳng vào tại Việt Nam luôn, trong cái hội từ thiện tính cái việc á. Cái quốc võ không có lấy một đồng nào ở trong cái kênh này, cho dù kênh này có được triệu view hay là không có view nào cả thì cái chuyện đó là đối với quốc võ nó thành không thành một vấn đề, cho nên không phải mình làm clip để mình không view, hai chuyện nó khác nhau. Nếu như mà cái clip mà nó được nhiều view tôi nắm được cái điều này thì dĩ nhiên nó được nhiều tiền, thì những người mà nghèo khó, những cái mảnh đời khó khăn tại Việt Nam họ nhận được tiền, tại vì cái số tiền mà của kênh YouTube này là được mời trước quản lý và họ chuyển thẳng vào một cái tài khoản của một người tôi đi mua trái cây và kế toán, mua thêm người thủ quỹ trong đó. Cái hội trái tim Việt tại Việt Nam tôi họ có tiền đó và họ tài, sẽ dùng đó anh Tài để cho giúp đỡ những người khó khăn còn lại mà một mình giống như là miền Trung vừa rồi và hoặc là những người khó khăn tại Việt Nam rồi, thì cho đó, nên thành ra đó rõ cho các bạn biết là như vậy, cho nên là đi về thôi anh Tài. Dĩ nhiên mình làm clip là mình phải thì có mình muốn có view để mình có tiền để cho người đó. Phải có mình anh Dũng đi đón. Còn cái tôi chuyện mà câu view, câu like là đấy, một mình ở đây thì đấy, mình sẽ dính dính là mình hoàn toàn không có cái vấn đề đó. Với chỉ muốn rằng là toàn tâm toàn ý, họ là tại gia đình, vì quốc võ các bạn biết rằng là hiện tại quốc võ đang bộ hồ sơ cho người này cầm và quay người này chẳng những phim cầm xem bộ hồ tài sơ liệu của anh Tài ngắn mà còn quay lên để đưa cho lên anh Chí Tài và anh Tài. Thì tôi anh thấy Tài, cái điều này là anh làm vi quốc phạm, đã nói cái anh là director khá gì là tôi nghe nhiều nói lần đạo rồi. Diễn và anh chắc các bạn không có rõ và nhiều lâu và anh Taylor cũng không rõ quốc võ đang làm điều đó. Tất cả những cái vấn đề về riêng tư của anh Chí Tài mình đều biết hết. Và mình đang làm lại cái phim tài liệu đó khi quay được 70% rồi đó, thì lại là anh Chí Tài ảnh có việc ảnh bay về Việt Nam để làm show thì tạm ngưng một thời gian, sau đó thì ảnh cũng hứa là ảnh bay qua lại để tiếp tục, nhưng mà cuối cùng là lại là bạn bè của gia đình Covid đã xảy ra, đúng không? Cho nên là không có làm được. Anh lại đến anh nói thì anh là cũng gia có clip với nhạc sĩ anh Tài đó, anh Tài mà sáng tác cái bài mà sang kỷ niệm đó các bạn. Thì anh Tài với lại Chí Tài là hai người bạn thân thiết với nhau từ cái thời Hàng Vi lắm. Rất lâu. Thì hai anh đều tên Tài và đều bằng tuổi nhau, cho nên hai người kết bạn với nhau và cùng là một học trò yêu quý của anh Trung Nghĩa, là người gốc Tây Vàng đó, nhạc sĩ Trung Nghĩa đó. Thì quốc võ đã có một là với vai trò là một đạo diễn cái phim tài liệu này. Một đã quay và thì thực hiện những và cái phụ nữ đi chung với hoạt động nghệ thuật của thì cái chuyện này là cái, anh Tài cái và anh Chí Tài mà có anh Trung Nghĩa tham gia nữa mà tôi đó chứ không phải là quốc võ là một người là ngoài tôi ngoài cuộc mà không biết gì. Anh có quý mến bởi vậy Tài, cho nên quốc võ muốn nói cho các bạn rõ nơi, hơn về quốc võ là cũng như thế nào đối với anh Chí Tài, cũng đã nói chuyện với lại rồi nhân viên nhà đối với những cái người là có những hoạt động mà nó ở tại California này cho các nhưng bạn hiểu thêm lần nữa quý vị đôi khi xem các bạn không hiểu rồi là mình có những cái lời nói nó không có hay làm buồn nhau, đúng không? Nhân viên nhà hoàng họ nói là họ không có thông báo thông tin giờ nào thì mình cũng mong rằng cái clip này sẽ đến tay của tất cả mọi người làm xa để hiểu thêm về quốc võ có một cái ý tốt chứ không phải là mình cố ý mình câu like view để mình quay hồ sơ hoặc là như thế nào. Mình không dám đưa những thông tin của mình Chí Tài lên trên mạng đâu, bởi vì mình có võ đông đã đọc rất là nhiều để cho mình kiểm chứng là đây cái hồ sơ này có phải của anh Chí Tài hay không. Rồi có võ đông đã đọc và vừa đọc vừa cầm máy là sẵn là quay luôn. Quan trọng và những cái đoạn liên quan đến Chí Tài thì mình cắt hết, mình không bao giờ dám bỏ lên. Chỉ có cái trang bìa là cái trang đó thì các bạn nhìn vô không bao giờ thấy được một cái tên nào của Chí Tài cả, và những cái địa chỉ hoặc là những cái ngày sinh hoặc là những gì đều không hề có. Nó chỉ là cùng một bác sĩ một cái trang Nam, đầu là một trang hồ sơ khi họ nói về là cái human body rồi, là không được ai chặn vào được gì đó thôi, đó này là một cái form cái người mà có thể mở cái hòm mở cái giấy niêm phong đó ra cái thì chính là nhà hoàng của bên Mỹ. Đó. Tại sao các bạn hiểu thêm để các bạn thông cảm nha. Nếu như các bạn cảm thấy mình làm như vậy còn là sai không đúng thì quốc võ sẽ cắt cái đoạn đó bỏ đi, hoặc là cái bảo quản có thể là ẩn lưu cái lý nó đã đông lạnh. À, miễn có các bạn một cái gì thật hệ là trọng là cái phúc nha. Cái đó mà nó bị rỉ cái hơi lạnh ở trong nó.